Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì kỳ họp quý 1 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận đánh giá toàn diện kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng quý 1, xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trọng tâm quý 2 năm 2024 trong Công an Nhân dân, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong việc thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận kỳ họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024 trong Công an Nhân dân theo quy định, hoàn thiện hồ sơ thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công an tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tuyên dương thanh niên công an xã phường thị trấn tiêu biểu. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn công an tỉnh đã trực tiếp đối thoại, trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc của lực lượng thanh niên công an các xã phường thị trấn. Trong đó tập trung vào các vấn đề luân chuyển, bố trí công tác đối với các cán bộ công an xã, tiến độ xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ chiến sĩ. Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh vinh danh 10 đoàn viên thanh niên công an xã phường thị trấn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình rèn luyện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2023. Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra mắt công trình thanh niên sổ vàng truyền thống thanh niên làm theo lời Bác. Thưa quý vị, việc giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân doanh nghiệp vừa tiết kiệm được thời gian chi phí và cũng tăng tính công khai minh bạch. Đến nay, phần lớn người dân đã hiểu lợi ích và thực hiện việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, thì cũng vẫn còn một số người dân gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do vậy, tại nhiều địa bàn cơ sở, hiện đang triển khai các mô hình hỗ trợ giúp người dân gỡ bỏ tâm lý ngại khó, làm quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Đối với nhiều thủ tục hành chính, hiện người dân đã được làm qua dịch vụ công trực tuyến ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, với những người đã lớn tuổi như bà Phượng, thì việc sử dụng, thao tác nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Triển khai cái dịch vụ công ấy, thì cô thấy là nói thật với lứa tuổi của các cô thì cô thấy phức tạp lắm. Nhưng mà cũng nhờ sự coi như là hướng dẫn và nhiệt tình của công an phường Hòa Bình Hồ thì bản thân cô và cũng gia đình là cũng hiểu và tác dụng của cái dịch vụ công này, và những lúc có việc ra phường thì bạn phụ trách thì cũng hướng dẫn cô nhiệt tình. Tại phòng tiếp dân, lực lượng công an cơ sở cũng đã bố trí một máy tính và phân công một cán bộ trực hàng ngày sẽ trực tiếp hướng dẫn và trong trường hợp người dân gặp vướng mắc. Công an phường đã phối hợp với bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường để hướng dẫn người dân về những cái biểu mẫu kê khai cơ bản của những cái thủ tục về liên thông. Và cái thứ hai nữa là khi quá trình cán bộ tiếp dân tiếp nhận hồ sơ thì đối với những trường hợp mà hồ sơ người ta mà thiếu một số giấy tờ hay các chữ ký thì cán bộ tiếp dân sẽ chủ động gọi điện thoại để liên hệ với công dân để hướng dẫn cụ thể, một là qua điện thoại, nếu mà người dân mà có nhu cầu đến trụ sở công an phường để được giải đáp các thắc mắc thì sẽ hướng dẫn công dân tại trụ sở. Mình cũng chưa trải nghiệm là chưa được thực sự tốt. Thế nhưng mà qua cái đấy thì tôi cũng nhờ các anh trực tiếp bên phường, ở bên phường Phạm Đình Hổ ấy, thì thực tế từ các ban chỉ huy phường đến các cái đồng chí mà hướng dẫn ấy, thì làm đã hướng dẫn rất là tận tình, thậm chí có đồng chí còn sang tận nhà. Tính đến nay, đã có 4.535 thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, với gần 38,5 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện. Tuy nhiên, tại một số cơ quan đơn vị, việc để người dân tiến gần hơn với dịch vụ công trực tuyến vẫn còn tồn tại nhiều rào cản. Như thói quen đến trực tiếp bộ phận một cửa, không phải người dân nào cũng có đủ thiết bị thông minh để có thể kết nối và thao tác thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, nhất là đối tượng yếu thế. Một số người còn ít tiếp xúc với công nghệ, vì vậy tại trung tâm hành chính công của mỗi địa phương, nhiều giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ người dân đã được triển khai. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ một cửa, đặc biệt là cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công, là hướng dẫn cho người dân có
thể tự mở tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công thông qua cái tài khoản quản trị mà chúng tôi đã cấp cho từng cán bộ công chức. Để chúng ta thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đây chúng tôi đang cùng với cả bên Bộ Công an thống nhất cái tài khoản từ cổng quốc gia với tài khoản trên VID để thống nhất tài khoản để thực hiện các cái dịch vụ công. Và thông qua đấy thì người dân sẽ truy cập vào hệ thống thông tin giải quyết của các bộ ngành địa phương một cách thuận lợi, đơn giản và thực hiện cái việc tái sử dụng các loại giấy tờ trong quá trình thực hiện các dịch vụ công. Một số mô hình hỗ trợ người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến đang được lực lượng công an cơ sở cũng như các tổ chức đoàn thể triển khai, qua đó tạo niềm tin cũng như sự hứng thú của người dân, doanh nghiệp tham gia vào cách thức tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Có như vậy, việc cải cách, cắt giảm quy trình thủ tục hành chính mới thực sự đi vào thực chất. Sáng nay, tại sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khai mạc Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc năm 2024. Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc năm 2024 do Công an tỉnh Hà Nam tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam, hướng tới Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ 9. Ngày sau phát biểu khai mạc là lễ thắp đuốc Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Hà Nam năm 2024 và màn đồng diễn võ thuật Công an nhân dân chào mừng đại hội. Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc năm 2024 do Công an tỉnh Hà Nam tổ chức có sự tham gia của 10 đoàn và hơn 500 vận động viên tiêu biểu là cán bộ chiến sĩ đến từ công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh thi đấu ở 10 nội dung bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, tennis, chạy việt dã, bơi, kéo co, cờ vua và cờ tướng. Kết thúc lễ khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu các môn theo quy định. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học Danh nhân văn hóa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận làm rõ những tài năng xuất chúng, tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm vô hạn, phẩm chất đạo đức trong sáng và những đóng góp to lớn của các danh nhân văn hóa đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử. Các đại biểu cũng đã khái quát đúc kết những bài học kinh nghiệm quý từ các danh nhân văn hóa Việt Nam để vận dụng khơi dậy niềm tự hào truyền thống dân tộc. Hội thảo cũng đã gợi mở chỉ dẫn để lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế, năm 2024, Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục hứa hẹn trở thành điểm hẹn của nhiều chương trình nghệ thuật đỉnh cao với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Và theo công bố mới nhất của Nhà hát Hồ Gươm, cho đến thời điểm hiện tại, dự kiến là trong năm 2024 và đầu năm 2025, tại Nhà hát sẽ có ít nhất 5 chương trình biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao của quốc tế với sự tham gia biểu diễn của những dàn nhạc hàng đầu thế giới. Hòa nhạc bốn mùa do các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn vào tối ngày 21 và 22 tháng 4 tới đây sẽ là chương trình mở màn cho chuỗi chương trình biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Lần đầu tiên, tổ khúc bốn mùa của Vivaldi do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles Pháp biểu diễn tại Việt Nam. Chúng tôi khẳng định là những điều kiện cần và đủ của một nhà hát là chúng tôi đã có. Thế thì cái mong muốn đó thì nhân dân thủ đô Hà Nội, nhân dân cả nước và khách quốc tế đến đây sẽ được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc thực sự và âm nhạc. Những cái đỉnh cao của thế giới chúng tôi sẽ lựa chọn và có những chương trình chúng tôi tính với bạn để phù hợp thị hiếu thẩm mỹ của nhân dân Việt Nam. Cũng tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 8 với hòa nhạc Mozart, người yêu âm nhạc sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của thiên tài âm nhạc Mozart do các nghệ sĩ đến từ dàn nhạc Le Musicien du Louvre biểu diễn. Nối tiếp chương trình này, vào tháng 9, khán giả tiếp tục có dịp thưởng thức tác phẩm bốn mùa của Antonio Vivaldi trong hai đêm diễn vở ballet The Seasons. Do các nghệ sĩ đến từ Malandon Ballet Baezis phối hợp với dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles thực hiện. Vào tháng 11 sẽ có hòa nhạc Viên của dàn nhạc thính phòng Viên Áo. Khi các bạn chọn đến Nhà hát Hồ Gươm thì người ta chọn những âm học, người ta chọn những sự tiêu chuẩn, chọn những chuẩn mực. Cũng vì lý do đó thì rất nhiều các đối tác quốc tế họ cũng muốn được làm việc với chúng tôi, được làm việc tại Nhà hát.
Và điều đặc biệt nữa là nhà hát Hồ Gươm được trang bị một hệ thống âm thanh, nó có một hệ thống gọi là compilation. Thế thì phải nói là những cái hệ thống như thế này trên toàn cầu rất là hiếm. Tôi nghĩ rằng là các chương trình nghệ thuật chúng ta cũng tập thói quen mua vé đến nhà hát, và nghệ sĩ sẽ có trách nhiệm hơn khi họ diễn trên sân khấu. Ngoài các chương trình quốc tế, trong năm 2024, tại nhà hát Hồ Gươm còn có rất nhiều chương trình khác của những đơn vị nghệ thuật hàng đầu Việt Nam như Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Đây cũng là một điều vô cùng quan trọng tới cái nền nghệ thuật Hàn Lâm của Việt Nam, vì nó là một bước nữa, là một cái địa điểm nữa, và là một cái cơ hội nữa để chúng ta tiếp nhận thêm những cái sự tinh túy trong cái nền nghệ thuật Hàn Lâm này tới Việt Nam, để khán giả có được những cái sự thưởng thức trực tiếp từ những cái đơn vị nghệ thuật biểu diễn cũng như là các nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới. Khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2023. Đến nay, nhà hát Hồ Gươm liên tục mang tới cho khán giả trong nước nhiều chương trình nghệ thuật ở đa dạng thể loại, hình thức biểu diễn khác nhau, với sự góp mặt của các nghệ sĩ mang đẳng cấp quốc tế. Với hàng loạt các chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức tới đây, nhà hát Hồ Gươm không chỉ mong muốn đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với thể loại âm nhạc cổ điển, mà còn muốn đem hình ảnh một quốc gia giàu tình yêu nghệ thuật đến gần hơn với bạn bè thế giới.